chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần sinh thái học lớp 12, bài 37, các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc trưng về mặt sinh thái của một quần thể sinh vật. Chúng ta đã biết là về mặt di truyền học thì các quần thể cùng loài có thể khác nhau về vốn gen. Cụ thể là có thể khác nhau về tần số allele hoặc thành phần kiểu gen về một hoặc vài gen nào đó mà chúng ta đang xét. Tuy nhiên về mặt sinh thái học thì các quần thể cùng loài có thể khác nhau về tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự phân bố các cá thể trong không gian của quần thể, hoặc khác nhau về mật độ cá thể, về kích thước quần thể, hoặc là khác nhau về sự tăng trưởng của quần thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc trưng về mặt sinh thái này ở bài 37 và bài 38. Trong bài 37, chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc trưng về tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố cá thể của quần thể và mật độ cá thể của quần thể. Một la mã tỷ lệ giới tính. Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể. Tỷ lệ giới tính thường xấp xỉ 1:1. Tuy nhiên, trong quá trình sống, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện sống. Tỷ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi. Như vậy, ở đây chúng ta lưu ý là tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số lượng cá thể đực nha các bạn, trên số lượng cá thể cái trong quần thể. Thông thường tỷ lệ này là xấp xỉ 1:1, ví dụ như là ở loài có cơ chế xác định giới tính là XX và XY, thì chúng ta nhớ là giới XX gọi là giới đồng giao tử vì khi giảm phân chỉ cho ra một loại giao tử thôi. Còn giới XY là giới dị giao tử nên khi giảm phân sẽ cho ra hai loại giao tử tỷ lệ 1:1. Trong quá trình thụ tinh, sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử đã cho ra tỷ lệ cá thể là 1XX và 1XY, hay là tỷ lệ giới tính là 1:1 ha các bạn. Tuy nhiên cái tỷ lệ này thì nó thường sẽ bị thay đổi do nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bảng 37 ha các bạn. Ngỗng và vịt có tỷ lệ giới tính là 60-40, nghĩa là tỷ lệ giữa số cá thể đực trên số cá thể cái là 60-40. Trước mùa sinh sản, nhiều loài thằn lằn rắn có số lượng cá thể cái thì nhiều hơn cá thể đực. Tuy nhiên sau mùa đẻ trứng thì số lượng cá thể đực và cá thể cái lại gần bằng nhau. Nhưng tôi ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở đây là do tỷ lệ tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cá thể cái. Cá thể cái trong mùa sinh sản chết nhiều hơn cá thể đực. Tương tự như vậy, chúng ta có thể hoàn thành cái bảng ở dưới đây và dựa trên 4 cái ví dụ còn lại ha các bạn. Ví dụ thứ nhất là với loài kiến nâu, nếu để trứng ở nhiệt độ thấp hơn 20 độ C thì trứng nở ra toàn là cá thể cái. Nếu để trứng ở nhiệt độ trên 20 độ C thì trứng nở ra hầu hết là cá thể đực. Như vậy, nhân tố ảnh hưởng đến giới tính ở đây chính là điều kiện môi trường sống ha các bạn. Chính là điều kiện môi trường sống và cụ thể chính là nhiệt độ. Ví dụ thứ ba, gà hươu nai có số lượng cá thể cái nhiều hơn cá thể đực gấp 2 hoặc 3, đôi khi đến 10 lần. Như vậy, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở đây đó là do đặc điểm sinh sản của loài. Đặc điểm sinh sản của loài nha các bạn. Ví dụ thứ tư, muỗi đực sống tập trung ở một nơi riêng với số lượng nhiều hơn muỗi cái. Chúng ta biết là muỗi đực ý, thì nó thường là không hút máu người mà nó chỉ hút nhựa cây, nên nó thường sẽ phân bố ở những nơi có cây trồng trong vườn. Còn muỗi cái thì phải làm nhiệm vụ sinh sản, cho nên là nó cần phải có nhiều chất dinh dưỡng, do vậy phải hút máu động vật hoặc người, cho nên nó sẽ phân bố ở những nơi có động vật hoặc là người sinh sống. Như vậy, cái nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở đây chính là tập tính của loài ha các bạn. Tập tính của loài khác nhau ở con đực con cái. Tập tính của loài.
Ví dụ cuối cùng là ở cây thiên nam tinh thuộc họ rẫy. Rễ cũ lại lớn có nhiều chất dinh dưỡng khi nảy chồi sẽ cho ra cây chỉ có hoa cái. Còn rễ cũ loại nhỏ nảy chồi cho ra cây chỉ có hoa đực. Như vậy, yếu tố ảnh hưởng đến giới tính ở đây chính là điều kiện về dinh dưỡng ha các bạn. Chất dinh dưỡng có trong củ ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính. Như vậy, cô vừa phân tích các cái nhân tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ giới tính ở sinh vật. Chúng ta sang tiếp phần 2 la mã nhóm tuổi. Quan sát hình 37.1 kết hợp với kiến thức đã học trong sinh học lớp 9. Hãy điền tên cho 3 dạng tháp tuổi A, B, C và các nhóm tuổi trong mỗi tháp tuổi, tức là cái nhóm màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu vàng đó các bạn. Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi tháp tuổi đó. Thì chúng ta thấy tháp tuổi A, chúng ta sẽ gọi đó chính là dạng tháp phát triển ha các bạn. Tháp tuổi B sẽ là tháp ổn định. Tháp tuổi C chính là tháp suy giảm. Nhóm tuổi màu xanh dương chính là cái nhóm tuổi trước sinh sản. Nhóm tuổi màu xanh lá cây ở đây chính là tuổi sinh sản. Chúng ta có thể gọi tuổi sinh sản là tuổi đang sinh sản cũng được. Nhóm tuổi màu vàng ở đây chính là tuổi sau sinh sản. Và một lưu ý nữa là phân biệt ba dạng tháp tuổi phát triển ổn định hay suy giảm, chúng ta chủ yếu dựa vào cái tuổi trước sinh sản và tuổi đang sinh sản ha các bạn. Nếu dạng tháp phát triển thì tuổi trước sinh sản thì sẽ lớn hơn so với tuổi đang sinh sản. Còn nếu ở tháp ổn định thì so cái nhóm trước sinh sản và đang sinh sản thì ta thấy tỷ lệ nó là sắp xỉ gần bằng nhau. Còn ở tháp suy giảm thì so nhóm tuổi trước sinh sản và đang sinh sản thì ta thấy cái nhóm đang sinh sản thì tỷ lệ cao hơn. Như vậy, phân biệt ba tháp tuổi phát triển ổn định hay suy giảm dựa vào cái tỷ lệ nhóm tuổi trước sinh sản và tuổi đang sinh sản. Nếu tuổi trước sinh sản lớn hơn tuổi đang sinh sản thì tháp đó gọi là tháp phát triển. Nếu tỷ lệ tuổi trước sinh sản và đang sinh sản tỷ lệ bằng nhau gọi là tháp ổn định. Nếu tỷ lệ nhóm tuổi trước sinh sản mà nhỏ hơn so với đang sinh sản thì đó là tháp suy giảm. Và các tháp tuổi thì chúng ta đã biết là nó không đặc trưng cho loài, nó chỉ đặc trưng cho từng quần thể thôi. Các quần thể khác nhau thì sẽ có đặc trưng về tháp tuổi khác nhau, tỷ lệ nhóm tuổi khác nhau ha các bạn. Ví dụ như quần thể của người Việt Nam thì chúng ta thuộc dạng là tháp phát triển. Nhưng quần thể của người Nhật chẳng hạn, hoặc là quần thể của người châu Âu thì quần thể của họ thuộc tháp tuổi suy giảm. Và căn cứ vào tháp tuổi, đối với người thì người ta có thể đưa ra những cái biện pháp để điều khiển dân số. Ví dụ như ở người Việt Nam thì là thuộc dạng tháp phát triển, cho nên chúng ta sẽ có chính sách kế hoạch hóa gia đình. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có 2 con để nuôi dạy cho tốt. Còn ở Nhật Bản hay là châu Âu thì người ta sẽ có những cái chính sách khuyến khích người dân sinh sản để mà trẻ hóa cái quần thể. Bởi vì tháp tuổi của họ là tháp tuổi suy giảm hay là tháp tuổi già đó các bạn. Còn ở các loài sinh vật, ở động vật thì nghiên cứu về tháp tuổi sẽ giúp cho người ta có biện pháp bảo vệ, khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách có hiệu quả ha các bạn. Người ta còn phân chia cấu trúc tuổi thành tuổi sinh lý, tuổi sinh thái và tuổi quần thể. Tuổi sinh lý là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể. Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của cá thể. Tuổi quần thể là tuổi bình quân của các cá thể trong quần thể. Như vậy chúng ta cần phân biệt ba khái niệm tuổi sinh lý, tuổi sinh thái và tuổi quần thể. Tuổi sinh lý đó chính là tuổi lý tưởng đó các bạn. Tuổi sinh lý hay là tuổi lý tưởng, mà thấy có chữ L đó các bạn. Tức là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể. Ví dụ như là ở người ha,
Ở người chúng ta có thể sống đến 120 tuổi các bạn. Thì đó chính là tuổi sống có thể đạt tới tuổi sinh lý. Còn tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế. Tuổi sống thực tế có ví dụ như một người nào đó hoàn toàn có thể sống tới tối đa là 120 tuổi, nhưng vì lý do là bệnh, họ chỉ sống được đến 50 tuổi thì đã mất. Thì tuổi thực tế, tuổi sinh thái của họ chính là 50 tuổi. Tuổi sinh thái của họ là 50 tuổi. Còn tuổi quần thể chính là tuổi bình quân hay là tuổi thọ trung bình đó các bạn. Tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể, ví dụ như ở người Việt Nam là tuổi thọ trung bình là 76 tuổi ha các bạn. Như vậy chúng ta có thể phân biệt được tuổi sinh lý, tuổi sinh thái và tuổi bình quân nha các bạn. Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng, nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. Khi nguồn sống của môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu đi hoặc có dịch bệnh, các cá thể non và già bị chết nhiều hơn các cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình. Ngược lại, trong điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú, các con non lớn lên nhanh chóng, tỷ lệ tử vong giảm, kích thước quần thể tăng lên. Như vậy chúng ta cần lưu ý một ý ở trong phần này, chính là cấu trúc tuổi thì luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống nha các bạn. Các nghiên cứu về nhóm tuổi giúp cho chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn. Ví dụ khi đánh cá thì nếu nhiều mẻ lưới đều có tỷ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé rất ít, thì ta hiểu rằng nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng cho phép. Như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi đánh cá, nếu mẻ lưới vớt lên thì quá là nhiều cá lớn, cá bé thì ít thôi, thì là nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng, chúng ta sẽ có thể tiếp tục khai thác cái quần thể đó. Tuy nhiên nếu mẻ lưới chủ yếu chỉ có cá con thôi, cá lớn rất ít, thì có nghĩa là nghề cá đã rơi vào tình trạng khai thác quá mức rồi. Khi đó nếu tiếp tục đánh bắt cá với mức độ lớn, quần thể cá sẽ bị suy kiệt. Trong trường hợp này thì chúng ta phải ngưng ngay cái việc khai thác, chờ một thời gian để quần thể hồi phục thì chúng ta mới nên khai thác tiếp ha các bạn. Ba la mã sự phân bố cá thể của quần thể. Sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng đến khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố. Có 3 kiểu phân bố cá thể trên hình 37.3. Hình A chính là phân bố theo nhóm, ví dụ các nhóm cây bụi. Hình B là phân bố đồng đều, ví dụ chim hải âu làm tổ. Và hình C là phân bố ngẫu nhiên, ví dụ ở các loài cây gỗ trong rừng. Chúng ta quan sát và nhớ các cái kiểu phân bố được chú thích như thế này ha các bạn. Hiện tại chúng ta sẽ phân biệt được hình A là phân bố theo nhóm, hình B là phân bố đồng đều. Chúng ta thấy các dấu chấm này là biểu thị cho mỗi cá thể trong quần thể nó rất là đều nhau ha các bạn. Hình C là phân bố ngẫu nhiên. Chúng mình học cho cô cái bảng 37.3. Trên cái bảng này thì chúng ta sẽ học các cái kiểu phân bố, đặc điểm của mỗi kiểu, ý nghĩa sinh thái và một số các ví dụ của các kiểu phân bố ha các bạn. Thứ nhất là cái kiểu phân bố theo nhóm. Đặc điểm của kiểu phân bố theo nhóm là đây là kiểu phân bố phổ biến nhất. Trong 3 kiểu phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên thì phân bố theo nhóm là phổ biến nhất. Các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất. Thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường. Chúng ta lưu ý là kiểu phân bố theo nhóm thì điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường. Các cá thể sống thành bầy đàn khi chúng trú đông, ngủ đông, vân vân. Ý nghĩa sinh thái là các cá thể có thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường. Ví dụ ở đây là các nhóm cây bụi mọc hoang dại hoặc là đàn trâu rừng vân vân. Trong kiểu phân bố đồng đều thì thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều.
điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường và khi có sự cạnh tranh gay gắt. Khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể, ý nghĩa của sự phân bố này là làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Và chúng ta học các ví dụ như là cây thông ở trong rừng thông này, hoặc là chim hải âu làm tổ thì nó phân bố đồng đều để làm giảm cái sự cạnh tranh giữa các cá thể. Kiểu phân bố thứ ba là phân bố ngẫu nhiên. Đây là dạng trung gian của hai dạng trên và thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều. Điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và khi giữa các cá thể trong quần thể không có sự cạnh tranh gay gắt. Không có sự cạnh tranh gay gắt thì thuộc kiểu phân bố ngẫu nhiên ha các bạn. Và ý nghĩa sinh thái của phân bố ngẫu nhiên là giúp cho sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. Tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường. Ví dụ như là các loài sâu sống trên tán lá cây. Thì cái chỗ nào mà có lá non thì nó sẽ phân bố hoàn toàn là ngẫu nhiên ha các bạn. Các loài sò sống trong phù sa vùng triều. Các loài cây gỗ sống trong rừng mưa nhiệt đới thì nó sẽ phân bố những nơi nào có nhiều nước muối khoáng thì nó sẽ phân bố thôi, rất là ngẫu nhiên. Tóm lại, các cá thể trong quần thể thì sẽ có 3 kiểu phân bố. Phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên. Trong đó, cái tiêu chí để phân biệt 3 cái kiểu phân bố này chúng mình lưu ý tiêu chí ha các bạn. Tiêu chí thứ nhất đó là điều kiện sống như thế nào, phân bố đều hay không đều. Và tiêu chí thứ hai là có sự cạnh tranh hay không. Có cạnh tranh hay không? Và cạnh tranh có gay gắt hay không? Cạnh tranh có gay gắt không? Đấy, đây là 3 cái tiêu chí để mà phân biệt các cái kiểu phân bố nha các bạn. Nếu như điều kiện sống mà phân bố không đồng đều ở trong môi trường thì các cá thể sẽ thuộc kiểu phân bố là phân bố theo nhóm nha các bạn. Và phân bố theo nhóm thì sống thành bầy thành đàn, có ý nghĩa nó sẽ giúp các cá thể hỗ trợ nhau và chống lại điều kiện bất lợi tốt hơn. Còn nếu là điều kiện sống là phân bố đồng đều trong môi trường thì chúng ta sẽ thấy nó thuộc kiểu phân bố đồng đều hoặc phân bố ngẫu nhiên nha các bạn. Nếu điều kiện sống phân bố đồng đều thì thuộc kiểu phân bố đồng đều đều hoặc phân bố ngẫu nhiên. Trong 3 kiểu phân bố này, kiểu phân bố nào thì có sự cạnh tranh ha các bạn? Có sự cạnh tranh. Chủ yếu là có sự cạnh tranh là phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên thì chủ yếu có mối quan hệ cạnh tranh ha các bạn. Nhưng mà nếu là cạnh tranh gay gắt thì nó thuộc kiểu phân bố đồng đều, còn cạnh tranh không gay gắt thì thuộc kiểu phân bố ngẫu nhiên ha các bạn. Còn kiểu phân bố theo nhóm thì chủ yếu là mối quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh thì rất là ít. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu các kiểu phân bố cá thể trong quần thể. 4 la mã mật độ cá thể của quần thể. Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể. Ví dụ mật độ cây thông là 1.000 cây trên 1-2 diện tích đồi. Mật độ sâu rau là 2 con trên 1 mét vuông ruộng rau. Mật độ cá mè giống nuôi trong ao là 2 con trên 1 mét vuông nước. Mật độ cá thể của quần thể được coi là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể. Vì mật độ cá thể có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường, tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể. Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành thức ăn nơi ở, dẫn tới tỷ lệ tử vong tăng cao. Còn khi mật độ giảm, thức ăn dồi dào thì các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau. Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm hoặc tùy theo điều kiện môi trường sống. Như vậy trong phần này chúng ta cần lưu ý khái niệm mật độ cá thể của quần thể, đó chính là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích đối với những sinh vật sống trên cạn ha các bạn. Hoặc là số lượng cá thể trên một đơn vị thể tích của quần thể với những loài mà sống dưới nước. Hay nói cách khác là để tính mật độ cá thể của quần thể thì chúng ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và cái diện tích hay thể tích phân bố của các cá thể trong quần thể.
Ngoài ra ở đây chúng ta còn lưu ý là mật độ cá thể thì có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường. Cái thứ hai nữa là mật độ cá thể còn có ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và tỷ lệ tử vong của các cá thể. Ngoài ra, mật độ cá thể còn có ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền dịch bệnh nữa đó các bạn. Ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền dịch bệnh và từ đó có thể ảnh hưởng đến cái mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể. Ví dụ như là trong mùa dịch virus corona thì những cá thể mà nhiễm virus corona người ta sẽ tiến hành cách ly với những cá thể khác trong quần thể người. Lý do là để giảm cái mật độ cá thể xuống thì sẽ làm giảm tốc độ lan truyền dịch bệnh ha các bạn. Câu hỏi lệnh, điều gì sẽ xảy ra với quần thể cá quả cá lóc nuôi trong ao khi mật độ cá thể tăng quá cao? Khi mật độ cá thể tăng quá cao thì nguồn sống có thể không đủ cung cấp cho các cá thể trong quần thể thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là cạnh tranh cùng loài ha các bạn. Đấy, cạnh tranh cùng loài, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể để giành thức ăn nè các bạn. Giành thức ăn hoặc là giành những cái điều kiện sống khác, ví dụ như khí oxy chẳng hạn. Dẫn đến là những con mà ốm yếu, những con non thì rất là dễ bị tử vong ha các bạn. Và đặc biệt chúng mình lưu ý cá quả hay còn gọi là cá lóc, đây là loài ăn thịt nha các bạn. Thì nếu mật độ quá cao, nó có thể xảy ra hiện tượng đặc trưng cho mối quan hệ cạnh tranh, đó là ăn thịt đồng loại nha các bạn. Ăn thịt đồng loại, những con lớn nó có thể ăn những con cá nhỏ hơn hoặc là những con bị yếu ớt. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu các đặc trưng của quần thể, đó chính là đặc trưng về tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, sự phân bố các cá thể trong quần thể, cũng như là về mật độ của cá thể trong quần thể. Thân ái chào các em!